chào các em Sau đây thầy và các em sẽ bắt đầu đi vào cái những cái kiến thức cốt lõi của cái khóa học Kiến thức đầu tiên thầy và các em sẽ được tìm hiểu là kiến thức liên quan đến cái gì các em Đến chuyên đề cơ chế di chuyển và biến dị cấp phân tử Các, em nhé Vậy cơ chế di chuyển và biến dị cấp phân tử ta học về cái gì? Ta học về ADN, ta học về ARN, ta học về cái quá trình đột biến gen Đó là những kiến thức mà chúng ta sẽ được học Sau đây chúng ta sẽ vào nội dung học Chuyên đề vấn đề cơ chế di truyền và biến dị các phân tử phân tử nội dung đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là cái vấn đề gì thì kem tư duy cho thầy được này kiến thức cơ chế di chuyển với dịch các phân tử chắc chắn ta phải học đầu tiên ta phải học đại phân tử hữu cơ đóng vai trò là vật chất di chuyển các em học ngay từ lớp 9 học ở lớp 10 là gì thì câu trả lời đó chính là axit nucleic axit nucleic nó có hai loại là gì là axit axit cái gì các em deoxy ribonucleic và axit ribonucleic axit deoxy ribonucleic được hiệu là ADN loại thứ hai axit ribonucleic axit ribonucleic ARN và đây chính là hai đại phân tử là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế các em phân tử và sau đây thầy và các em sẽ đi tìm hiểu nội dung đầu tiên đó là cấu trúc và chức năng của axit nucleic của ADN và của ARN sau đây thầy và các em sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc và chức năng của ADN một cấu trúc và chức năng của ADN. Đầu tiên, thầy và các em sẽ tìm hiểu cái nội dung quan trọng và từ đây sẽ sinh ra rất nhiều công thức, có thể nói là tất cả các công thức về cơ sở vật chất di truyền ở các phân tử các em nhé. Đó là nội dung mục 1, cấu trúc của ADN. cấu trúc của adn nào hãy nhớ cho thầy adn gặp ở đâu đã các em chú ý nhớ kỹ cho thầy tế bào có hai loại là tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là tế bào mà nhân chưa có màng bao bọc trong nhân nó có adn ngoài ra ở tế bào chất cũng có các phân tử adn kích thước nhỏ như thế này được đúng chưa và đây sẽ được gọi là adn adn đây cũng là adn hết đối với tế bào nhân thực chúng ta đã biết nhân là bào quan có hai lớp màng bao bọc như thế này trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài trong nhân có vật chất di chuyển là adn Ngoài ra tế bào nhân thực thì nhắc lại cho các em một chút Sau này học ở chuyên đề sinh học tế bào Chúng ta sẽ được tìm hiểu cấu trúc chi tiết của cái tế bào nhân thực ra à, Nhưng mà ở đây thì muốn củng cố cho các em một chút đã à, Tế bào nhân thực có hai bào quan khác cũng có ADN Loại bào quan đầu tiên là có hai lớp màng màng ngoài không gấp khúc Màng trong gấp khúc tạo thành các cái gì các em? Các cái màu Bên trong có hệ enzyme thực hiện chức năng hô hấp Và đây chính là gì các em? đây chính là ti thể và quan thứ hai có hai lớp màng bao bọc màng trong không gấp khúc bên trong có các trồng hạt g la trên màng tilacoid có hệ enzyme và sắc tố thực hiện chức năng quang hợp thì đây chính là cái gì lục lạc Cả hai vòng quang này đều có những phân tử ADN kích thước nhỏ. Đều có những phân tử ADN kích thước nhỏ. ADN. Đúng không? Như vậy chúng ta đã biết có hai đối tượng sinh vật ở đây nó có vật chất di truyền à, ADN đã, đó là tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực. Cả hai tế bào này đều có ADN ở trong nhân hoặc ở vùng nhân đều có ở ngoài tế bào chất thể lạp lập hay ở tế bào chất của tế bào nhân sơ lưu ý ở đây người ta gọi nó là Pernambi. Các kèm nhé rồi bây giờ thầy và các em sẽ đi tìm hiểu nội dung đầu tiên đó là thành phần hóa học của adn nó sẽ được cấu tạo như thế nào a nhỏ thành phần hóa học của adn để xem nó được cấu tạo như thế nào thì cái nội dung đầu tiên mà các em cần phải nhớ đó là adn được coi là một đại phân tử và đại phân tử đấy được cấu tạo nên từ rất nhiều đơn phân nhỏ sau đó người ta bảo là adn là một đại phân tử có cấu trúc theo nguyên tắc đa phần nhé adn là đại phân tử có cấu trúc theo nguyên tắc đa phần. Vậy thì đến đây hỏi tiếp, có cái đại phân tử nào không có cấu trúc theo nguyên tắc đa phần không? Thì phải nhớ cho thầy bốn đại phân tử chúng ta được học này. Acid nucleic, carbohydrate, cái gì các em? Lipid, đúng không nghĩ nhỉ? Và protein thì có một đại phân tử trong bốn đại phân tử đấy không có cấu trúc theo nguyên tắc đa phần đó chính là lipid hãy nhớ nhé protein có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân axit nucleic cũng sẽ có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân các mô chính là đường đường đơn đường đôi đường đa đấy cũng có cấu trúc theo nguyên tắc đa phần chỉ có lipid không có cấu trúc theo nguyên tắc đa phần thôi đấy rồi đấy là nội dung đầu tiên nội dung thứ hai thế người ta hỏi là đơn phân cấu trúc tạo nên adn là cái gì thì chắc chắn kèm đã biết đơn phân cấu tạo lên đơn phân cấu tạo nên ADN là cái gì? Nucleotide đúng không? Một nucleotide cấu tạo nên ADN nó lại gồm có 3 thành phần được cấu tạo từ 3 thành phần như sau. Đó là axit phosphoric. Acid phosphoric chúng ta biết rồi nó có công thức là H3PO4 khi nó liên kết trong hợp chất thì nó ở dạng gốc phốt phát PO4 mấy trừ các em 3 trừ phải không nhỉ rồi thứ hai là gì câu trả lời thứ hai là đường 5 carbon thì viết là 5C đến chỗ này cần phải chú ý một cái đó là công thức tổng quát của đường chúng ta sẽ được học là CH2O tất cả N này. Đường 5 carbon phải là khi N bằng 5 thì đường đấy phải là C5H10O5. Nhưng đường ở đây, đường cấu tạo lên nucleotide trong ADN không phải là C5H10O5 mà nó lại là c 5 h 10 O4 Đường này gọi là đường Revolver Đường này bị mất đi Một oxy, nên người ta gọi nó là đường Deoxy Deoxy Revolver Nên là đường này chính là đường cấu tạo lên Đơn phân của ADN C5, H10, O1 C5 H10, O4, C5, H10, O4 nha tiếp thành phần thứ ba cấu tạo nên đơn phân của ADN chính là ba dê đítơ có bốn loại là gì gì kem adenin timin cái gì Guanin và cytosine. Adenin người ta kêu nó là chữ A, Timin kêu là chữ T, Guanin kêu là chữ G và Cytosin kêu là chữ gì X phải không các em? Đấy một nu sẽ có một acid phosphoric một đường năm carbon và một bazen nitơ và ba thành phần này nó sẽ liên kết đương lại với nhau như sau cấu tạo của một nu cấu tạo của một nu của deoxytit là gì? Các em nhìn gốc phốt phát khi liên kết người ta ký hiệu là chữ P của cái khoanh tròn như thế này. Liên kết với đường năm carbon nó tạo thành thì các em ngũ giác khép vòng phải là một nguyên tử oxy đường đây và đường sẽ liên kết với ba dân đi phần này phần này người ta thường hay giải thích chi tiết ra như sau Kiến thức này là kiến thức rất sâu của lớp 10 mà các em cũng cần phải nhớ. Đây là một nu. Đây là một nu. Trong một nu này có hai gốc hữu cơ. Mà để gọi tên hợp chất hữu cơ các em biết rồi, ta phải chọn mạch dính, đánh số, gọi tên. Vậy nên ở ba thân đi tên này người ta đánh số 1, 2, 3 vân vân. Bây giờ nếu đường người ta cũng đánh số có con số 1, có con số 2, có con số 3, có con số 4, có con số 5 thì sẽ sinh ra hiện tượng trong một nu lại có hai vị trí carbon số 1. Do đó, để phân biệt carbon số 1 trong đường và carbon số 1 trong ba dân tơ thì ở đường này người ta thêm một cái dấu phẩy. Thêm một cái dấu phẩy. Và đây chính là cái gốc rễ để sinh ra cái chiều cái mạch của phân tử ADN nó có lại có đầu 3 phẩy có đầu 5 phẩy mà học xong mục B nhỏ chúng ta sẽ hình dung ra. Kèm nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy này trong mỗi một nu có một gốc phốt phát một gốc đường và một bazer nhưng bazer niter này có thể là gì các em adenin có thể timin có thể guanin có thể citozin điều đấy có nghĩa là các nu khác nhau đều giống nhau ở phần này và chỉ khác nhau ở phần này thôi đúng chưa các em do đó bốn loại bazer đã tạo nên được bốn loại nu từ đây dẫn đến, đến là người ta sẽ không đặt tên cho các nu mới nữa mà người ta gọi tên các nu theo chính tên của ba giờ đi luôn nha sau đó ta sẽ thấy bốn loại ba giờ đã tạo lên được bốn loại nu bốn loại nu cờ lê ô tít trong bốn loại nu này các em lưu ý có hai loại nu kích thước lớn và có hai nội nu có kích thước nhỏ lớn ở đây là gì câu trả lời lớn ở đây là a và g nhỏ ở đây chính là t và x thì đấy là những cái thông tin đầu tiên về thành phần hóa học của adn các em cần phải nhớ được vậy thì thầy không nói rõ là thành phần hóa học của adn được cấu tạo từ cái gì nhưng qua cái việc thầy cung cấp thông tin các em phải biết được là a như vậy nhìn vào chỗ này chúng ta sẽ thấy ngay trong adn phải có carbon phải có hydro phải có cái gì kìa em? phải có oxy phải có gì nitơ bazơ nitơ và phải có một cái nữa đó là phospho đây được gọi là các nguyên tố chọn về đấy là năm nguyên tố cấu tạo nên adn rồi sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc không gian của adn để từ đấy hình thành nên các cái công thức giải sau đây thì bà kem sẽ đi tìm hiểu về cái cấu trúc không gian của adn kem nhé đây là một quan trọng nhất của bài học ngày hôm nay sau đó kem nghe và thật kỹ b cấu trúc không gian của adn nào kết thúc ở mục A nhỏ ta đã biết cấu trúc của một nucleotide như sau đó là gốc phốt phát sẽ liên kết với đường sẽ liên kết với đường và đường sẽ liên kết với gì được các em 3 giờ đi tờ và ở đây ta đang tăng đánh số 1, 2, 3, 4, 5, em lưu ý đó là trong phân tử đường ở vị các vị trí carbon đây này nó sẽ có các cái nhóm oh nhé đấy đường thực chất là hợp chất có nhiều nhóm oh à, rồi giờ thầy vẽ một cái nucleotide nữa Thầy vẽ một luôn nữa để vẽ thêm một đu nữa chỗ này các em hình dung này thầy có thể thay cái chữ b đây bằng ví dụ đây là adenin adenin chẳng hạn ví dụ đây là timin chẳng hạn ví dụ đây là guanin chẳng hạn các em hình dung chưa à thầy đang có ba loại đu và đương nhiên các vị trí này phải là một phẩy hai 3, 4, và 5, 1, 2, 3, 4, 5, Và đề thi này, người ta có thể hỏi này Trong một nụ cờ gốc phốt phát liên kết với đường ở vị trí Chúng ta phải hiểu là trong một nu gốc phốt phát liên kết với đường ở vị trí carbon số 5, carbon số 5, carbon số, số 5 Hoặc là người ta nói hơi dài hơn Trong một nu gốc phốt phát và bazoniter liên kết với đường ở vị trí lần lượt là thì ở vị trí lần lượt là 5, và 1, phẩy. đúng chưa các em? Bây giờ các nu nó sẽ phải liên kết lại với nhau để tạo thành chuỗi gồm rất nhiều nu cleotid gọi là chuỗi polynu. Vậy các nu liên kết với nhau bằng cách nào? Các em nhìn nu cleotid phía sau sẽ liên kết với nu phía trước bằng cách như, như như sau. Gốc phốt phát của nu sau sẽ liên kết với đường của nu trước ở vị trí carbon số 3, phẩy. em nhìn. Gốc phốt phát của nu sau sẽ liên kết với đường của nô trước ở vị trí carbon số 3, phẩy. Gốc phốt phát của nu sau sẽ liên kết với đường của nu trước ở vị trí carbon số 3, phẩy. Tạo thành một cái chuỗi gồm rất nhiều nucleotide. Người ta gọi là nó là gì? Poly nucleotide. Nào các em nhìn này, một cái chuỗi gồm rất nhiều nucleotid Có một đầu xuất phát là 5 phẩy Nơi này có gốc gì đây các em? Phốt phát Và đầu dưới cùng kia là đầu mấy phẩy 3 phẩy Nơi này bản chất chỗ này là sẽ có một nhóm Gọi là nhóm OH Nên là tại sao chỗ Bonino lại có một đầu 5 phẩy Một đầu 3 phẩy Vì sự đi kết giữa các nu để nó tạo lên Nhớ là nu sau sẽ đi kết với nu trước Ở vị trí carbon số 3 phẩy Của đường 5 carbon nhé Rồi sẽ tạo nên chuỗi Bonino cái thông tin này thôi, chúng ta không cần phải ghi quá nhiều và kem chỉ cần hiểu cho thầy được là các nu liên kết lại với nhau tạo thành chuỗi polynucleotide liên kết giữa các nu người ta gọi nó để cái liên kết này này, người ta gọi nó là liên kết hóa trị, kem nhé, liên kết hóa trị. bản chất sâu xa trong cấu tạo của một phân tử ADN, chúng ta biết được cấu tạo từ năm nguyên tố, năm nguyên tố đấy đều là phi kim hết, sau đó chắc chắn là các nguyên tố này đều có độ trương lực địch tranh lệch độ âm điện giữa các nguyên nền tử luôn nhỏ hơn 1,7 sau đó nó đều là liên kết cộng hóa trị hết nhưng đây gọi là liên kết hóa trị giữa các nụ các hình dung chưa rồi bây giờ chúng ta tư duy này nha nhìn tiếp nha hai nhà khoa học là Watson và Crick hai nhà khoa học này đã tìm ra mô hình cấu trúc không gian của ADN và theo hai nhà khoa học này phân tử ADN sẽ có cấu trúc như sau mỗi phân tử ADN gồm có hai chuỗi polinu xoắn song song quanh một trục tưởng tượng các em nhìn nhìn này mỗi phân tử ADN gồm hai chuỗi polinu xoắn song song quanh một trục tưởng tượng Đấy. Xong, xong xong, xong xong quanh một cái trục trục này không có thật nên người ta gọi nó là trục tưởng tượng nếu đây là 3, phẩy, thì đây sẽ phải là gì các em 5, phẩy, đây là gì 5, phẩy, và đây sẽ là 3, phẩy. tại sao hai mạch phải có chiều ngược nhau vì các nu giữa hai mạch đơn nó sẽ liên kết lại với nhau theo nguyên tắc bổ sung thì Nguyên tắc bổ sung là như thế, thế nào? Giả định đây là một mạch, đây là một mạch kia Mạch này là 3,5 Thì mạch kia sẽ phải là 5 Được em? 3, đây Mạch này sẽ là T, A, X, G Thì mạch kia sẽ phải là Là gì các em? A ở mạch này sẽ liên kết với T ở mạch kia T phải này liên kết với A và kia, T liên kết với A, A liên kết với T, X với G và G với X. Tại sao lại gọi là nguyên tắc bổ sung? Thì các em hiểu cho thầy đi này. Nguyên tắc bổ sung là gì? Cứ mỗi một nu có kích thước lớn sẽ được bổ sung bởi một nu có gì kích thước? Thì các em nhỏ, lớn ở đây là A, lớn ở đây là G. Nhỏ đây là gì? Nhỏ đây là T, nhỏ đây là X chúng ta đã biết ở mục trước đúng không nào? Mỗi lu kích thước lớn bổ sung với một lu kích thước nhỏ, mỗi lu kích thước lớn bổ sung với một lu có kích thước nhỏ. Và điều đặc biệt A cấu trúc phù hợp với T để hình thành nên được hai liên kết hai liên kết kèm nhé. Liên kết liên kết này người ta gọi là liên kết hydro G liên kết với X và tạo nên được 3 liên kết hydro đây, Nên là không chỉ câu chuyện lớn bổ sung với nhỏ mà còn câu chuyện cấu trúc nó phải tương đồng với nhau để hình thành nên được các cái liên kết hydro này. Đó. Tiếp, bây giờ người ta hỏi chúng ta, vậy thì cái vòng xoắn này nó to nó nhỏ nó như thế nào? Thì câu trả lời các em nhìn. Nếu vòng xoắn tính từ đây đến vị trí này được gọi là một vòng xoắn đi. Thì chú ý, đây được gọi là một vòng xoắn. Người ta gọi là một chu kỳ nhá. Thì câu trả lời một vòng xoắn nó sẽ gì các em? dài 34 angstrom có 10 cặp nu. Một vòng xoắn sẽ dài 34 angstrom và sẽ có 10 cặp nu. Một cặp nu thì đương nhiên phải có hai nu. Và chỗ này Người ta mà biển thị như thế này thì chúng ta phải hiểu đây chính là đường kính của phân tử ADN. Đường kính của ADN là 20 đơn vị ở đây là angstrom. Chỗ này đến đây các em phải nhớ cho thầy một cái quy đổi đó là đơn vị là gì đây? Angstrom. Thầy lưu ý, thầy cung cấp lại cho các em. Có thể các em đã nhớ nhưng có thể các em quên thì hãy chú ý đây. 1 mm. Cái này có ai không biết không? Chắc là không đúng không? Bằng bao nhiêu đây được gọi là đơn đơn vị gì? Đừng có ai đọc là U mét Đây chính là micromet Bằng bao nhiêu? Đây gọi là đơn vị gì? Đây gọi là đơn vị nanomet Bằng bao nhiêu? Đây gọi là angstrom Chuẩn chưa? Vậy thì chúng ta hình dung để 1 mm bằng 10 mũ Tí 3 Đúng không? micromet bằng 10 mũ 6 nanomet bằng 10 mũ 7 angstrom. Sau đó mà khi chúng ta quy đổi chúng ta có thể quy đổi nanomet sang angstrom. 1 nanomet sẽ bằng bao nhiêu các em? 10 angstrom. 1 micromet sẽ bằng 10 mũ 4 angstrom. chưa? Rồi, và từ đây chúng ta sẽ thấy từ đây nó mới sinh ra quá nhiều kiến thức và quá nhiều cái dạng bài tập luôn. Nhìn nhé Thì ví dụ cho các em một công thức nho nhỏ thôi này Còn tất cả công các công thức các phương pháp giải ở buổi sau thì sẽ giảng cho các em Nào các em nhìn nhìn cho thầy Nếu thầy gọi L là chiều dài của phân tử ADN này Thì cứ một cặp nu là dài bao nhiêu các em nhỉ? 30 tương sức tờ đông này là tương đương với 10 cặp nu Vậy là một cặp nu sẽ dài 3,4 Thầy lấy tổng chiều dài của ADN thì chia cho chiều dài của một cặp nu 3,4 angstrom. Thầy sẽ ra được cái gì em? Số cặp nu. Thầy lấy chiều cao của cả một cái tòa nhà thầy chia cho chiều cao của một tầng, thầy phải ra được cái gì? Số tầng. Thầy lấy chiều dài của cả ADN thầy chia cho chiều dài của một cặp Thầy phải ra được số cặp. Một cặp thì sẽ có hai nu. Vậy nếu thầy lấy tổng số nu này thầy chia đi cho hai Cứ hai nu trong ADN ghép thành một cặp. Vậy thầy lấy tổng số nu thì chia cho hai thầy cũng đã được số cặp vậy là mối quan hệ giữa chiều dài và tổng số nu của ADN được biểu thị qua cái công thức này và từ công thức này chúng ta sẽ thấy ngay ta biết chiều dài ta suy ra tổng số nu biết tổng số nu ta sẽ suy ra chiều dài à đấy là công thức sinh học công thức sinh học là từ chúng ta hiểu về mặt kiến thức chúng ta suy ra chứ không phải là ai phát minh ra hết nhé rồi bây giờ chúng ta cần có một số thông tin sau thứ nhất là gì các nu liên kết lại với nhau tạo lên chuỗi polynucleotide đúng không thứ hai thứ hai mỗi phân tử ADN gồm mấy chuỗi gồm hai chuỗi polynu thấy viết tắt này đầy đủ là nucleotide đúng không xoắn song song và và sao ngược chiều nhau ngược chiều đúng không song song ngược chiều chấm các nu giữa hai mạch đơn nó sẽ liên kết lại theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bổ sung là gì là mỗi đu kích thước lớn bổ sung với một đu kích thước nhỏ là gì là a bổ sung với t là g bổ sung với x đúng chưa các em rồi đấy là những cái thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý từ những thông tin này hãy nhớ kỹ cho thầy từ những thông tin này nó sẽ có rất rất nhiều các dạng bài tập sinh ra và phải nhớ cấu trúc hai chuỗi polinu xoắn xoắn xong quanh một trục tưởng tượng này tại sao nó phải có chiều ngược nhau vì chúng ta hai người đứng quay mặt vào nhau thì tay trái người này phải ở cùng phía với tay phải của người khác đã bao giờ thử đứng quay mặt vào người người khác chưa đúng chưa rồi lưu ý tiếp cấu trúc ta đang học là cấu trúc không gian của Watson và Crick gọi là mô hình cấu trúc không gian của hai nhà khoa học này ngoài ra lại phải nhớ đến một chút kiến thức của lớp lớp mấy lớp 10 chúng ta hình dung này chú ý ở virus ADN có thể chỉ có một mạch hoặc hai mạch nhá nếu ở virus mà ADN chỉ có một mạch thì A có thể không bằng T, G có thể không bằng X. Còn khi ADN mà có hai mạch thì khi đấy A liên kết với T nên A sẽ phải bằng T, G liên kết với X nên G sẽ phải bằng X. Do đó mà khi người ta bảo là một đối tượng khi nghiên cứu thấy A mà bằng ví dụ 15% T mà bằng 15% Sau đó người ta thấy G bằng 30% Còn X mà bằng 40% Thì ta phải hiểu cấu tạo từ ATGX sẽ phải là ADN được. Nhưng G không bằng X Điều này chứng tỏ rằng phân tử này không có cấu trúc theo nguyên tắc bổ sung và khi không có cấu trúc theo nguyên tắc bổ sung chứng tỏ nó phải là ADN chỉ có một mạch và nhớ ADN một một mạch chỉ có ở con gì thôi virus thôi còn ADN của tế bào nhân thực luôn luôn có hai mạch hai mạch của tế bào nhân thực lại phải nhớ cho thầy nghe nhé. chỉ duy nhất ADN trong nhân của tế bào nhân thực mới có cấu trúc theo mô hình của Watson và Crick đó là hai mạch xoắn song song quanh một trục tưởng tượng còn adn ở tế bào chất của tế bào nhân thực ở vùng nhân của tế bào nhân sơ và ở tế bào chất của tế bào nhân sơ đều có cấu trúc hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung nhưng nó lại có dạng vòng nó lại có dạng vòng các em cần phải lưu ý chỗ này vậy thì phân tử adn nó sẽ có chức năng như thế nào ta cùng tìm hiểu phần số 2 hai. hai nhỏ kem nhé đó là chức năng của ADN. Có, ta có thể kết luận bằng một câu thôi. ADN là vật chất di chuyển ở cấp độ phân tử. ADN là vật chất di chuyển. Ở cấp phân tử nó có chức năng gì có chức năng chức năng gì đây thứ nhất mang thứ hai bảo quản thứ ba truyền đạt truyền đạt mang bảo quản truyền đạt cái gì câu trả lời mang bảo quản truyền đạt thông tin di truyền thông tin di truyền Vậy thì mang thông tin di truyền dưới dạng nào thì câu trả lời nó sẽ mang thông tin di, di truyền dưới dạng trật tự sắp xếp các nucleotide. Nhớ kỹ cho thầy các phân tử ADN khác nhau là khác nhau bởi cái gì? Khác nhau bởi số lượng, khác nhau bởi thành phần, khác nhau bởi trật tự sắp xếp của các nucleotide trong phân tử ADN bảo quản ra sao thì hãy nhớ phân tử adn các nu liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị khá bền vững nhưng thế chưa đủ hai mạch đơn này liên kết lại với nhau sau đó lại xoắn với một góc xoắn xác định việc nó lại liên kết lại với nhau bằng liên kết hydro là liên kết rất yếu nhưng số liên kết hydro giữa hai mạch đơn thì lại rất nhiều cứ cặp at tạo nên hai liên kết cứ một cặp với tạo nên ba liên kết vì vậy tổng số liên kết hydro rất lớn đảm bảo cho hai mạch đơn liên kết lại với nhau một cách bền vững bền vững nhưng mà nó lại cần phải linh hoạt, linh hoạt thế nào thì chúng ta sẽ học sau, em nhớ. cái thứ ba truyền đạt, truyền đạt đây là việc thông tin di chuyển trong ADN không chỉ nằm trong mình nó mà nó sẽ truyền đạt cho những phân tử khác, truyền đạt qua cơ chế nào thì sau này chúng ta sẽ được học buổi học sau chúng ta sẽ được tìm hiểu về cơ chế như đôi ADN, chúng ta sẽ được tìm hiểu về cơ chế phiên mã và khi đó chúng ta sẽ thấy được là à vật chất di chuyển, thông tin di chuyển trong ADN nó sẽ được truyền đạt cho các phân tử khác thông qua các cơ chế diễn ra như thế nào thì đây chính là những kiến thức mà nó là mở ra những cái hướng sau này chúng ta sẽ học tiếp còn hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy ADN là vật chất di chuyển các phân tử có 3 chức năng mang bảo quản và truyền đạt thông tin di chuyển sau đây thầy và các em cùng đi tìm hiểu về cấu trúc và chức năng của axit ribonucleic chính là cấu trúc chức năng của ARN hai cấu trúc và chức năng của ARN. Khi học về ARN em ạ, thì các em lại phải lưu ý đó là nó khác phần ADN một chút. Đó là ARN nó lại có nhiều loại và mỗi loại nó lại có cấu trúc khác nhau trong đó các cái loại đấy nó lại có những cái đặc điểm chung vì vậy sau đây thầy sẽ nói cho các em về cấu tạo chung của nó đã nhé một nhỏ cấu tạo chung của ARN thì nếu mà so với ARN với ADN thì ARN cũng là đại phân tử và có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân và cũng là các đại phân tử, phân tử có cấu trúc đa phân, có cấu trúc đó, đa phân, đơn phân cấu tạo nên ARN, đơn phân mà cấu tạo nên A à, cũng là gì? Câu trả lời cũng là nucleotide. Nucleotide. Nhưng nó giống nó khác so với ADN là như thế nào? Thì câu trả lời muốn ở đây cũng có axit phosphoric. H3PO4 có đường 5 carbon Tuy nhiên đường 5 carbon cấu tạo trong ADN là Deoxyribonucleic Còn đường đây là đường Ribo ribonucleic Đây là C5H10O5 Còn đường cấu tạo trong ADN là C5H10O4 Thành phần thứ ba là gì? Cô trả lời là 3 nitơ. Nếu 3 giờ nitơ cấu tạo nên các đơn phân để tạo nên adn là adenin, timin GUANIN và cytosine thì đây gồm có adenine cái gì các em uracil uracil guanine và gì cytosine như vậy như vậy đơn phân cấu tạo nên ADN và đơn phân cấu tạo nên ARN khác nhau ở cái điểm này và khác nhau ở cái chỗ này nữa đúng không em đấy là cái các em cần phải chú ý và đương nhiên khi các nu nó liên kết với à, các thành phần liên kết với nhau tạo nên một nu thì nó cũng có gốc phốt phát liên kết với đường à, đường sẽ liên kết với gì ba giờ nên đi tờ chỉ có điều ở đây Đường này là đường C5H10O5 Còn ở ADN Đây là C5H10O4 dân ở đây là A hoặc U hoặc G hoặc X Còn ở trong ADN là A hoặc T hoặc G hoặc X Đúng chưa? Đó, đây là cái các em cần phải chú ý Phần chiều thì đây vẫn là 1, 2, 3, 4, 5 Và dẫn đến các nu liên kết lại với nhau Các nu liên kết lại với nhau giống hệt cách các nu liên kết lại với nhau trong ADN. Giống hệt cách các nu liên kết lại với nhau trong ADN. 1, 2, 3, 4, 5. Các nu liên kết lại với nhau như sau. Gốc phốt phát của nu sau sẽ liên kết với đường của nu trước ở vị trí carbon số 3, từ đó tạo thành một cái chuỗi rất nhiều nu như thế này, người ta gọi là chuỗi polynu Với một đầu là đầu 5 phẩy và một đầu là đầu 3 phẩy. Như vậy chúng ta sẽ thấy cách liên kết này không khác gì xong trong phân tử ADN nhé. Sau đó chúng ta có ý tiếp theo. Mỗi phân tử ARN có một chuỗi polynucleotide Mỗi loại ARN đều có một chuỗi poly nu vấn đề đó là cái chuỗi này nó hình thái cấu trúc như thế nào thì đấy lại tùy thuộc vào từng loại arn cấu tạo nên nó do đó phần này là phần kem cần phải lưu ý nó có sự khác nhau giữa các loại arn vậy sự khác nhau đến như thế nào thầy và kem cùng, cùng, tìm hiểu luôn mục xoay đó là hai nhỏ cấu trúc và chức năng của từng loại ARN. Cấu trúc của chức năng của từng loại ARN. Vậy thì đến đây để trả lời ARN có mấy loại? Thì hãy nhớ ARN có 3 loại. Là loại nào? Thứ nhất, chúng ta sẽ có A nhỏ là gì đấy? ARN thông tin, thông tin. Cái tắt à trong tiếng Anh thì chính là media, do đó loại ARN này người ta ký hiệu là M A R N. Thì M -A R N ấy hay các loại ARN sau đều là một chuỗi polynucle nhưng nó khác như về cấu trúc như sau. M -A R N là một chuỗi polynucle, M -A R N là một chuỗi polynucle có dạng mạch thẳng Đây là đầu gì các em? 5, đây sẽ là đầu 3, trên phân tử MARN này có các bộ ba cứ ba đôi trên phân tử MARN đứng cạnh nhau sẽ tạo thành một bộ ba và bộ ba trên phân tử MARN các em chú ý bộ ba trên phân tử MARN người ta gọi nó là bộ ba mã sao người ta còn có một tên gọi khác đó là codon theo tên khoa học người ta gọi nó là codon MRN làm nhiệm vụ gì thì MRN sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển thông tin di chuyển từ trong nhân ra ngoài tế bào chất và làm khuôn cho quá trình tổng hợp nên protein đấy đấy là những thông tin các em cần phải lưu ý nhất nó là gì đây là một chuỗi Polinu có dạng mạch gì đây kia Mạch này gọi là mạch thẳng, ừ, đúng chưa? Trên mRNA có các bộ ba mã sao gọi là cụm codon làm nhiệm vụ mã hóa cho các axit amin nhé. Đúng. Trên mỗi phân tử mRNA có các bộ ba mã sao mã sao còn được gọi là codon còn được gọi là codon làm nhiệm vụ mã hóa cho các mã hóa cho các axit amin trong phân tử protein trong phân tử protein đấy đấy là thông tin chúng ta cần phải biết chức năng của ARN thông tin thì m ARN là nhiệm vụ gì? Vận chuyển thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất để làm khuôn cho quá trình dịch mã nhé. Vận chuyển thông tin di truyền. Vận chuyển thông tin di truyền thầy viết tắt và làm khuôn cho cái quá trình dịch mã dịch mã ở chỗ này chúng ta sẽ lại thấy có một cái cụm từ sinh ra này một khái niệm sinh ra này dịch mã dịch mã là gì chúng ta sẽ học sau đây là một cơ chế di truyền nhưng hiểu luôn là đây chính là cái quá trình mà sẽ tổng hợp lên được sản phẩm của nó là protein Còn protein sẽ tham gia cấu tạo nên cơ thể của chúng ta đúng chưa nào đấy thì đó là thông tin đầu tiên về phân tử mRNA qua đây chúng ta phải nhớ được mRNA không có hiện tượng các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung do đó trong phân tử này hoàn toàn không có liên kết rồi nhớ nhá rồi Lại thứ hai là arn vận chuyển vận chuyển là gì vận chuyển tránh đều là gì các em transport do đó ở đây người ta ký hiệu nó là t a -R n rồi Vậy ARN vận chuyển nó có cấu trúc như thế nào? Thì các em chú ý nhé. Đây, thầy vẽ đây. Các em nhìn nhé. Đó. Bản chất sâu xa đây cũng chỉ là một chuỗi polidu thôi. Nhưng chuỗi polydu này nó gặp này tạo nên các cái bộ phận vị trí như thế này. Chúng ta gọi nó là tay còn chỗ này người ta gọi nó là gì? Thùy Ở trên đỉnh này Nó có ba nu Và ba nu này này Nó Phải bổ sung với ba nu Trên phân tử MARN Ba nu này nó đối ngược với ba nu trên phân tử M M N do đó đây người ta gọi nó là bộ ba gì các em đối mã trên này gọi là Codon, đơn bộ ba đối ngược với cô, cái cô đơn này thì người ta gọi nó là anti Codon đơn nhé vậy là mỗi cô đơn sẽ có một anti cô phù hợp để bổ sung với nó rồi tại vì trên này nó sẽ mang cái gì đây à amine Do sau đó nếu mà trên này MRN là một chuỗi polynu có dạng thẳng thì đây là MRN là một chuỗi poly à TRN là một chuỗi polynu cuộn gặp lại tạo nên các tay và các thủy trên m à trên trn trên này là có một bộ ba mã sao thì dưới này có một bộ ba đối mã đúng chưa ở trên này là gì đây mã hóa cho amin thì bộ ba đối mã dưới này là gì đấy để bổ sung với bộ ba mã sao trên phân tử mrn đấy lý thứ ba trn làm nhiệm vụ gì thì trên này MRN làm nhiệm vụ vận chuyển thông tin di chuyển từ nhân ra tế bào chất và làm khuân cho quá trình dịch mã. Thì ở dưới này TRN làm nhiệm vụ vận chuyển axit amin đến nơi tổng hợp lên protein. Có nghĩa là đến nơi đang thực hiện cái quá trình gì đây các em? Quá trình dịch mã. Nha, đến là ba ý mà các em cần phải ghi ra. Và thầy giảng cho các em thành phần cuối cùng chính là C. R A R N đây người ta gọi nó là gì? ARN gì em? Ribosome. Ribosome. ARN ribosome thì nó có cấu trúc như thế này này. Giả định nó như này. Đó. Thì RARN này nó sẽ cùng với protein và sẽ cấu tạo nên được cái gì? Ribosome. Ribosome làm như bộ gì? ribosome chính là nơi để thực hiện quá trình quá trình gì đây em dịch mã vậy thì nói về rrn chúng ta sẽ nói như sau nó là một chuỗi polynu quận gập lại ở những vùng tương đồng các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung a bổ sung với u g bổ sung với gì em x rrn cùng với protein cấu tạo nên ribosome là nơi tổng hợp lên protein. thì đó là những cái thông tin chúng ta cần phải nhớ được. Bây giờ đến đây chúng ta phải nhớ chúng ta đã được học bốn đại phân tử. ADN, mRNA, tRNA, rRNA. Trong bốn đến bốn đại phân tử đó ấy, thì tRNA có liên kết hydro. rRNA có liên kết hydro. ADN hai mạch có liên kết hydro nhưng mRNA thì là sao đây các em? Không có liên kết hydro đấy là những điểm khác nhau đúng chưa và đó chính là cấu trúc chức năng của arn từ những cái thông tin này các em cố gắng nghe ghi lại thật kỹ sau đấy các em nhé làm đề luyện tập để củng cố kiến thức cho từng cái phần học một à, khóa luyện thi thầy xây dựng rất hiện đại câu hỏi luyện thi đến từng phần nhỏ một chia dạng chi tiết do đó thầy hy vọng rằng sau mỗi phần các em kiên trì luyện tập và câu hỏi nào mà các em cảm thấy không chưa thực sự nhớ được chưa thực sự nắm chắc các em có thể đặt câu hỏi và nếu mà các em nhớ rồi mà các em một cái cần với ôn lại thì em hãy kích vào nút theo dõi của các câu hỏi đó để làm gì để sau này chúng ta chỉ việc uh, ra ngoài các em kích vào một tác chức năng các em kích vào cái, cái chỗ đó là gì đấy câu hỏi đang theo dõi thì các em sẽ nhìn lại được những câu hỏi mình cần phải phải ôn tập lại các em nhé thì đó là những cái mà tiện ích giúp cho em học tập tốt hơn hy vọng là các em biết sử dụng những tiện ích đấy một cách hiệu quả để làm sao cái việc hậu tàu của của các em đạt cái kết quả cao nhất